Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thụy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với cà phê sáng của buổi sáng ngày thứ hai hôm nay. Thấy anh Thụy đến ngày thứ hai, chào anh Thụy, kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ hai phải không? Nhanh thế ha. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, nhưng mà quý vị nhìn thấy anh Hoàng Trọng Thụy xuất hiện là bởi vì hôm nay nhà báo Đinh Quang Thái phải cần nghỉ ngơi sau một thời gian dài làm việc. Nguyễn Trường cũng bận việc và do đó là anh Thụy phải xuất hiện cùng với Ngọc Lan. Cảm ơn anh Thụy đã mời tôi đến để làm việc chung vào cà phê sáng. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay đến thì thấy không được vui lắm liên quan đến Covid-19. Sáng nay đọc tin thì thấy rằng là CDC họ đề nghị thôi California, miền Nam California và một số các quận ở miền Bắc, Sacramento rồi dọc theo các khu vực mà trồng nho rồi vườn rượu vân vân, vườn nho nơi mà sản xuất rượu, họ nói rằng với tình trạng hiện nay lây nhiễm lên cao thì các đề nghị họ đề nghị thôi, rồi tùy theo các cơ quan y tế địa phương sẽ theo dõi xem có nên mang khẩu trang trở lại hay không. Một số các nơi cũng bắt đầu họ xét tới việc là yêu cầu để mang khẩu trang trở lại rồi. Thưa quý vị, một tin cho thấy rằng cái số trường hợp lây nhiễm và nhập bệnh viện cũng tăng cao. Quận Los Angeles dựa trên cái khuyến cáo của cơ quan CDC thì họ cũng thông báo đến giờ phút này thì nói chung tình hình là ok, nhưng mà họ nói trong vòng một vài tuần tới, nhất là vào mùa hè đó, thì nếu trường hợp lây nhiễm tăng và họ so sánh với cái thời kỳ đầu của dịch bệnh đó, mà nếu như số tăng theo đúng với cái tiêu chuẩn trên 100.000 dân đó thì họ sẽ yêu cầu mang khẩu trang trở lại. Dạ, Ngọc Lan cũng thấy cái tin này là họ nói nếu như mà trong những từ đây cho đến 31 tây tháng 6 mà nếu như cái lượng người mà nhiễm Covid-19 nó không có giảm mà nó tăng lên theo cái tính toán của họ thì quý vị có thể là phải mang khẩu trang trở lại ở những cái nơi ở phía bên trong hay là những cái nơi đông người thì tùy theo cái quy định đó. Mà như anh Thụy nói đó là cái số lượng người mà bị nhiễm Covid tăng lên là bởi vì bây giờ người ta đi chơi trở lại nhiều. Trong dịp lễ vừa qua đi rất là nhiều, nhưng mà cái yêu cầu mang khẩu trang thì không có. Nhưng mà nhiều người đó cũng không thấy mang, họ không mang khẩu trang. Một số tôi thấy đó họ vẫn cẩn thận. Trong thời gian qua chúng tôi đi chợ, đi các nơi vẫn thấy có nhiều người họ quan tâm, họ vẫn mang khẩu trang cho họ. Và kể cả nhân viên của các cửa hàng thương mại nữa, Home Depot, Marshall hoặc là Costco, chúng tôi thấy họ vẫn mang khẩu trang. Mặc dù đây là những người trẻ họ đang làm việc, nhưng mà họ cẩn thận đó. Ngày hôm qua khi mà Ngọc Lan đi vào Disneyland thì Ngọc Lan cũng thấy không có yêu cầu mang khẩu trang. Tụi này mà vẫn đi Disneyland chơi đó Ngọc Lan hả? Wow, cái đó là một trải nghiệm khác nữa rồi. Khi mà Ngọc Lan đi thì thấy là người đông lắm luôn. Nhưng mà vẫn có những người tự giác mang khẩu trang. Nhân viên cũng như anh Thụy nói đó, có người trẻ hay là người lớn tuổi họ vẫn mang khẩu trang là tùy theo họ cảm thấy là mình không an toàn thì họ mang thôi. Nhưng mà ngày hôm qua đi phải nói là Ngọc Lan mình đi với lại cháu hay là đi với ai? Ngọc Lan đi theo cái một cái chương trình dành cho bên truyền thông media ở khắp nơi. Ngày hôm qua tại họ bắt đầu bước vào mùa hè rồi, họ có nhiều những cái chương trình mới của Disneyland sau thời gian mà gián đoạn thì bây giờ những cái có những cái nhạc kịch nó bắt đầu được chiếu lại, diễn lại những cái chương trình được diễn lại, thành ra là họ giống như là bên truyền thông mà khắp nơi đổ về hơn cái đoàn hơn cả 100 người bên các giới media. Thì mình mới được ở Disneyland mình gần đây, nhưng mà Ngọc Lan cũng bảo đảm với anh Thụy chưa đi hết tất cả ở trong Disneyland. Tôi hơn 20 năm nay không đến Disneyland, hơn 20 năm. Cái điều mà rất là vui đó là khi mà nguyên cái đoàn đó, khi mà những cái người ban tổ chức người ta hỏi là ở trong này quý vị đã từng coi cái này chưa, đã từng xem cái này chưa, hãy đi cái này chưa, giơ tay lên, hầu hết không, là đều giơ tay lên hết. Không, giơ tay lên là chưa đi hết đó, nó lạ như vậy, có nghĩa là mình ở đây rất là gần. Cho nên ví dụ như quý vị đang xem, anh Thụy đang xem đó là cái diễn hành buổi tối từ lúc khoảng 8 giờ và 8 giờ gần 9 giờ thì cái diễn hành này là diễn hành giống như đèn xe mà gắn đèn không đó, mà nó làm quá là quy mô. Khi mình đứng mình ngồi mình chờ mình thấy người đâu mà người mà khủng khiếp. Vậy cái diễn hành này á, là nó kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ á, mà coi mới thấy là tại sao mà người ta đèn với nhạc đến như vậy. Mấy đứa còn nít. Rồi trên đó người lớn không á. Trên những chiếc xe diễn hành này là người lớn mà những diễn viên ví dụ mỗi một cái xe như vậy họ làm những cái động tác khác nhau, những cái bộ phim giống như là những cái bộ phim khác nhau, cho nên là người ta mê quá. Mà Ngọc Lan, nó đông kinh khủng. Rồi xong rồi có nhiều cái trò chơi mới họ làm. Còn bắn pháo bông không? Lạ là ngày hôm qua sao không thấy bắn pháo bông, hay là lúc đó mình bước đi ngược ra thì mình không thấy. Ngọc Lan không biết, tại vì event đó dành cho bên media đến kéo dài đến 12 giờ đêm, nhưng mà Ngọc Lan phải về để hôm nay đi vô làm cà phê sáng cùng với anh Thụy, cho nên là phải về lúc 11 giờ mà cũng vẫn còn nhiều cái chuyện nó xảy ra. Disney còn offer Ngọc Lan một chỗ khách sạn nếu muốn ở qua đêm nữa. Tại vì họ nói là dành nhiều cho người ở các nơi xa đến, cho nên khi cái thư mời thì họ có hỏi mình là có cần ở khách sạn không. Nếu mà mình bút là yes thì họ sau giờ đó là họ cho mình vô ở trong đó thôi. Trời, người ta đi á, anh Thụy, nó đông đến nỗi mà bây giờ Ngọc Lan mới biết người ta xếp hàng để chờ vào những cái trò chơi đó. Có người nói rằng là lúc này Disneyland giới hạn lại cho nên là cái số lượng người đó không đông. Không phải. Ngọc Lan thấy hàng nào nó cũng dài, nó vẫn đông. 1 tiếng đồng hồ. Mình thì được may mắn là mình đi theo cái đó cho nên mình chẳng phải chờ đợi gì hết. Cứ đến chỗ nào mà người ta dẫn mình đến thì mình cứ vô thôi. Nhưng mà Ngọc Lan mới biết thêm được á, là khi quý vị có con em mà mua vé đi Disneyland á, có nhiều người hỏi là tôi muốn mua cái vé mà dành cho cái chuyện mà được hướng dẫn đi cái hàng sẽ không phải xếp hàng, có nghĩa là mua thêm cái vé. Thì họ nói là nếu mình biết thì mình không cần mua cái đó, nó rất là đắt, nhưng mà mình chỉ cần mua thêm một cái vé gì đó 20 đồng, rồi người ta hướng dẫn mình là mình sẽ bây giờ đó là tất cả những chỗ chơi đó là mình đều có thể mình ghi danh trước, anh Thụy. Tức là anh Thụy phải biết ở cái khoảng đó mình đến là như vậy được. Nhưng mà mình sẽ có mua thêm cái đó. Thì có nhiều cái quý vị có thể liên lạc. Ngọc Lan biết những người mà người ta làm ở trong đó sale, những người bán vé đó, là người ta có những cái cách để người ta hướng dẫn cho mình. Thì quý vị ở California thì trong thời gian tới đây quý vị đang có một cái vé đặc biệt của Disneyland là 83 đồng một ngày. Nhưng mà không phải là mình mua một ngày, mà cái vé đó 3 ngày lận. Chỉ dành cho dân California thôi. Thì đó là cũng một cái đặc biệt để mà quý vị có thể đưa con em mình đi chơi trong cái mùa hè này. Tôi thắc mắc bởi vì không mua bao giờ hết và cũng không chịu đọc nữa. Mình mua đó mình có mang người ngoài tiểu bang vô được không ta? Ngọc Lan nghĩ là đó, ID hết. Cái điều này cũng phải nhắc quý vị đi Disneyland. Cái thứ nhất là khi vào cửa đó, ai mà mang theo cái cây mà bây giờ cái cây mà để selfie đó, cái cây kéo dài ra là họ bắt vứt hết. Nếu như mà ai có xe ở ngoài thì quý vị lại phải dòng ngược trở ra để cất ngoài xe. Còn người ta nghĩ là tôi phải mất thời gian như vậy thì phải bỏ thôi. Họ không cho selfie ở trong đó, dùng cái cây mà để mà mọi người quơ. Hỏi ra mới biết á, là bởi vì đã có nhiều cái trường hợp tai nạn xảy ra. Ví dụ như khi họ dơ cao lên như vậy, đôi khi đi những cái trò chơi mà lượn vòng á, rồi nó bị vướng chỗ này chỗ kia, nó làm cho xảy ra tai nạn hay là trúng người ta. Cho nên quý vị vào trong đó là không thấy ai xài cái cây mà để làm selfie hết. Quý vị đừng có mang theo, họ bắt sẽ bỏ. Một cái điều nữa đó là đang nói gì quên mất. Đang mua vé California mua vé khi vào trong cửa, người ta scan cái vé đó rồi đó thì đầu tiên người ta chụp hình cái mặt của mình. Thì lúc đầu Ngọc Lan không biết người ta chụp hình mình để làm cái gì, chắc là sợ bây giờ nhiều cái vụ nổ súng đồ xảy ra cho biết ai. Nhưng mà không phải, để khi mà mình có đi qua rồi mình đi lại đó, người ta scan một lần nữa, người ta biết ồ, cái vé đó của người đó, chứ không phải là có nhiều người đi nửa ngày xong rồi về mình đưa cái vé đó cho người khác đi tiếp. Tại vì cái vé đó mình được lúc mà là chụp hình, quý vị vô scan, cho nên là đừng có nghĩ đến cái chuyện là mình mua cái vé đó rồi mình đi nửa ngày xong rồi mình truyền qua cho người khác đi, tại vì cái mặt của cái người đó đã chụp hình từ lúc đầu rồi. Tôi tính mua vé cho mấy đứa cháu nó ở tiểu bang khác vào. Bây giờ hôm nay đọc lại thì nó không cho. Không cho. Chúng tôi đến ngay gửi đến quý vị tiếp tục bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thụy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cũng nhờ Ngọc Lan ngày hôm qua đi Disneyland mà hôm nay chúng tôi cảm thấy trở lại giống như một đứa trẻ. Và điều này để cho thấy được là chúng ta càng sống gần Disneyland bao nhiêu đó, chúng ta càng không đi bấy nhiêu. Bởi vì sao? Câu hỏi đặt ra là anh có đi Disneyland không? Mình nói, ô, tôi ở gần đó. Mình nghĩ là mình ở gần đó, mình đi lúc nào cũng được hết. Và không bao giờ mình đi. Chứ còn ở xa đó, mình sẽ planning, kế hoạch lên nghỉ mùa hè này với gia đình. Bắt buộc là phải đi Disneyland, không có chỗ nào khác hết. Cho nên đã định đi Disneyland chung với gia đình là đã lên kế hoạch khách sạn rồi nọ hết rồi. Thì nó đã trở thành một cái chuyến du lịch. Còn ở đây mình không có xem là chuyến du lịch. Mình xem giống như đi vào một cái mall, một cái công viên nào đó thôi. Không ai đi hết vào đó. Tôi nghĩ quý vị nào ở quận Cam, nhất là ở quận Cam và kể cả Los Angeles nữa, khi mà hỏi đến Disneyland, mình nói ô, mình đi ngang hàng ngày hoặc là mình biết cái chỗ đó rồi không đi. Đó là lý do tại sao tôi còn không biết được đó là hôm nay vào trong đọc các quy định của Disneyland, họ mới nói thẳng luôn là đừng có nghĩ là mình họ dành vé cho cư dân California là của cư dân California. Đừng có nghĩ đến cái chuyện mua vé rồi đưa người khác vào từ tiểu bang khác. Bởi vì họ nói mỗi một người vị nào mà mua vé đó, thứ nhất đó là phải chứng minh bằng cái ID của mình. Vô cổng cũng phải chứng minh cái ID. Và trên cái ID phải có cái địa chỉ là California. Và cái giá vé, giá mà không có ngày cuối tuần đó, là 83. Còn bao gồm thứ 6, thứ 7, Chủ nhật là 100 đồng một ngày. Không, là của California đó. Mua cái vé đó đi cho 3 ngày với ví dụ như 300 hay là, chứ không phải là họ rồi họ tính ra. Chứ mình nếu mình mua vé đi một ngày thì không có cái giá đó. Và một ngày duy nhất. Ngọc Lan thấy là đúng là anh Thụy hỏi Ngọc Lan như đi ngày hôm qua đi hết chưa, nó chưa. Mặc dù mình đi theo cái dạng ưu tiên đó, mình không phải xếp hàng cho những trò chơi mà đi nó từ khoảng 11 giờ trưa cho tới 11 giờ đêm, 12 tiếng đồng hồ mà đi luôn tuần luôn á, không có đứng chờ mà vẫn chưa đi hết. Chỉ mới có một phần nhỏ thôi. Tại sao khủng khiếp vậy ta? Mà một phần nhỏ thôi mà bên đó nó 2 cái công viên. Cho nên là Ngọc Lan lý do tại sao 3 ngày ha. 3 ngày mà nếu mà đứng xếp hàng cũng không đi hết luôn. Tại vì cái hàng nó dài quá. Nhưng mà người ta đông, người ta làm thích, họ làm tôi tiếc vô cùng nhiều. Là cái thời quý vị nhớ thời Covid, sau Covid rồi mở cửa trở lại từ năm ngoái đó. Là mở cửa lại mới đầu thì giới hạn á, lúc đó tôi vẫn muốn xem coi cái tình trạng của Disneyland, bởi vì mình xem mình có thể so sánh được cái tình hình Covid nó như thế nào. Thì những người đi vào trong đó họ nói xếp hàng 5 phút 10 phút sung sướng vô cùng cái giai đoạn đầu đó. Nhưng mà rồi đến đầu năm 2022 cho đến giờ phút này thì không còn vào cái đó nữa. Càng tới gần mùa hè vào tháng 5, tháng 4 vừa rồi đó là con tôi nó vẫn vào nó xem livestream. Ở trong đó có người họ quay livestream, họ để như vậy để cho thấy, và họ cho thấy cái xếp hàng, và ở dưới họ ghi luôn 50 phút. Rồi có chỗ 60 phút, những cái chỗ trò chơi nổi tiếng đó 50 60 phút để xếp hàng. Mà ngày hôm qua là ngày thứ năm. Không phải cuối tuần mà đông như vậy đó anh Thụy. Dạ. Ngày hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ. Ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, hôm nay là Tết Đoan Ngọ quý vị. Nhiều người nào mà theo cái kiểu phong tục của ông bà đó, ngày hôm nay sẽ là ngày mà có bánh ít cho, rồi người ta gọi là Tết diệt sâu bọ đó, thì là ngày hôm nay. Ai quên đó coi như là Ngọc Lan nhắc, quý vị có thể đi ra ngoài những cái chợ Việt Nam mình mua bánh ú tro, hoặc là có người theo cái kiểu như của người Hoa đó thì ngày hôm nay họ lại có gọi là bánh ú bá trạng. Bánh ú bá trạng nó đan đá như cái kiểu bánh tét của mình á, bánh ú của mình á, nhưng mà nó cái nhân hay là có cái cách có lạp xưởng, rồi có cái thịt họ khìa lên trước, rồi các loại nấm, rồi hạt sen, vân vân, nó nhiều thứ lắm. Ở ngay vùng Lít Đô Sài Gòn này tìm cũng khó chứ không phải là dễ, nhưng mà đây đó vẫn có nghe có những người ta làm. Thì quý vị nhớ hôm nay là Tết Đoan Ngọ. Tết Đoan Ngọ mình sẽ thấy cái bánh ú tro này họ gói cũng rất là công phu, rồi chấm đường đúng không? Có người thì cái bánh nó là chỉ là nếp, họ chấm đường, có loại thì nó có nhân đậu xanh ở trong đó. Hôm nay cúng được cái gì hả Ngọc Lan? Nói là cúng với mình mình mua về mình ăn thôi. Người ta nói là ngày này là lễ diệt sâu bọ đối với những người làm nông á, rồi người ta ăn cơm rượu nè. Ngày hôm nay là ngày người ta sẽ làm cơm rượu, trước đó ăn cơm rượu, chắc ăn cơm rượu vô cho mấy con sâu bọ nó xỉn, nó chết. Hôm nay nếu mà tôi ra vườn tôi xịt mấy con sâu tôi sẽ cúng cho nó giết hết mấy con sâu, nhất là cây chanh thưa quý vị. Ngày hôm nay người ta cũng ăn mấy cái trái chua chua đấy, nhưng mà không phải trái chanh, trái mận hay là trái vải gì đó. Bây giờ sang bản tin khủng khiếp. Sáng nay tôi đọc được cái bản tin này. Đây là hình ảnh của tên Lopez, Gonzalo Lopez, 46 tuổi, một tên tù nhân vô cùng nguy hiểm. Hắn có mối liên hệ giữa băng đảng mafia của Mexico và với Texas, ở miền nam Texas. Đi qua đi lại trong thời gian qua, buôn bán ma túy rồi băng đảng giết người đủ hết. Và qua cái bản tin này mới thấy những cái tên nằm trong băng đảng Mexico này nó giết người không gớm tay. Cái chuyện mà băng đảng Mexico nó chặt đầu người rồi nó giết cả chục sinh viên, những cái tin tức đó hôm nay một lần nữa chứng minh cho thấy mặc dù ở Texas, và cái điểm này cũng cho thấy được cái sự bất cẩn của các nhân viên cảnh sát hộ tống cái đoàn xe mà trong đó kể cả những băng đảng vô cùng nguy hiểm này, họ xem nhẹ cái vấn đề an ninh và dẫn đến cái hậu quả tội nghiệp cho cả một gia đình thưa quý vị. Theo bản tin của Sở Cảnh sát Texas cho biết, Gonzalo Lopez vào ngày 12 tháng 5 vừa qua được đưa đi, có thể là hắn giả bệnh cho nên hắn nói cần được đưa đi chữa bệnh hoặc là được đi bác sĩ. Thì ở nhà tù vẫn có thường xuyên là đưa những người nhà tù nhân này lên xe bus. Có người thì đi thẩm định tâm thần, có người thì đi khám sức khỏe. Trong lúc ngồi trên xe bus, hắn đã thủ trong người một con dao tự chế. Mà không biết tại sao lúc mà ra khỏi vấn đề kiểm soát kim loại thì không thấy hắn lấy được một cái con dao. Và trong lúc mà xe đang di chuyển, hắn tìm cách và biết cách để mà chồm tới trước và dí dao đâm vào cái người tài xế xe bus. Mà trên xe bus đâu phải chỉ có mỗi tài xế đâu, có cả cái nhân viên để mà hộ tống đi theo nữa. Không biết làm cách nào hắn đã vượt thoát được chiếc xe bus này. Và khi mà vượt thoát khỏi chiếc xe bus, hắn chạy bỏ vào trong rừng. Cái khu vực mà chiếc xe bus đậu lại đó, sau khi tấn công tài xế đó, bỏ vào rừng mất dạng. Và cảnh sát truy đuổi không biết được hắn ở đâu. Thì mãi cho đến ngày hôm qua đó, cảnh sát lúc đó nhận được tin tức từ một người thân trong một gia đình mà họ có một cái căn tròi trong khu rừng ở Texas. Thì gia đình này nói, ủa tôi tìm cách liên lạc với cái gia đình này mà hoài không thấy, thì nhờ cảnh sát đến tìm kiếm dùm. Thì đến lúc đó đó, cảnh sát mới đi vào các khu rừng này mới tìm thấy một căn tròi. Đi vào thì mới thấy xác người ở trong một gia đình đó. Quý vị có thể tưởng tượng đó là cảnh sát cho biết gia đình bị giết 5 người đó, 3 đứa nhỏ và dường như 2 người lớn. Có một ông tuổi trung niên. Thì họ mới vừa vào cái căn tròi này. Thế là gia đình thuộc là hàng khá giả. Họ đi chơi vào mùa hè thì họ tìm đến căn tròi trong khu rừng, có thể đi săn bắn, có thể đi nghỉ mát. Không ngờ là tên Lopez này đã ở trong căn tròi đó từ cả mấy ngày nay rồi. Hắn sống ở đó, trong căn tròi rồi. Và có thể hắn vào trong các nhà lân cận để mà có đồ ăn, thức uống. Hắn sống để tìm cách vượt thoát. Thì chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị theo dõi thêm chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Chúng tôi đang gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vụ án mạng giết người thương tâm, bởi vì Tây tù nhân này đang thọ án chung thân ở nhà tù Texas về tội giết người trước đó. Nhưng mà cái sự bất cẩn không biết là cách nào mà đã tấn công được tài xế của xe bus, rồi áp chế được những cái người mà hộ tống theo xe bus để mà trốn chạy từ ngày 12 tháng 5 đến giờ ngày hôm qua. Thì sau khi đã tấn công biết được, bởi vì cảnh sát Texas vẫn đang truy lùng tên Gonzalo Lopez này và được xem là hạng tù nguy hiểm vô cùng. Tội nghiệp là gia đình đi vào trong căn tròi ở trong rừng, cái cabin đó quý vị, họ nói cái cabin thường này đầy đủ, có giường ngủ đầy đủ hết tất cả ở trong rừng để chúng ta ở trong rừng đi chơi lâu ngày. Thì hắn và ở trong đó thì gia đình này vào và để tìm một chiếc xe để ăn cắp chiếc xe. Thì cảnh sát cho bức ảnh của cái chiếc xe ngày hôm nay, chiếc xe tải pickup màu trắng. Sau khi giết được gia đình này rồi, hắn đã lên xe tải và cảnh sát đã định vị được chiếc xe tải này, sử dụng cái đường dây đinh để chắn và sau đó đã nổ súng và cảnh sát đã giết được tên Lopez này. Nhưng mà cái chết cũng không bù lại cái chết của cả một cái gia đình, trong đó có 3 trẻ em, quá tội nghiệp. Tên này người ta nói là hắn là một thành viên băng đảng, vừa ở Mexico rồi vừa là thành viên băng đảng ở San Antonio của Texas nữa. Cho nên cái hành động của hắn rất là kinh khủng. Năm 96 á, thì hắn bị cùng một lúc hai cái tội hành hung người khác, bị 8 năm tù. Thì sau khi ra tù rồi đến năm 2006 là hắn lại bị kết tội là giết người. Một bản án tù chung thân, rồi đến năm 2007 lại thêm một bản án tù chung thân nữa. Có nghĩa là trong lúc hắn ở tù thì người ta lại điều tra những vụ khác liên quan đến hắn. Thành ra 2006 nhận một bản án chung thân, 2007 nhận một bản án chung thân khác. Cho nên tên này nó rất là nguy hiểm. Và khi mình đọc á, mới thấy rằng là nó liên quan đến băng đảng. Thành ra là cái hành động của hắn được chuẩn bị mà mình coi giống như là phim vậy đó. Tại vì chiếc xe là đã chở bằng chiếc xe dành cho những tù nhân nguy hiểm. Vậy mà làm sao hắn cắt được cái lồng sắt ở trong đó, rồi bắt đầu tấn công người tài xế. Xong rồi bắt đầu bỏ chạy. Lúc đó cảnh sát có bắn theo nhưng mà hắn bỏ chạy. Mà từ ngày 12 tháng 5 rồi cho đến ngày hôm qua, thì lúc mà phát hiện 5 người chết đó, thì mới bắt đầu truy ra được tên này. Và một cái cuộc rượt đuổi mà khi người ta phát hiện ra, hắn cũng đã bắn trả lại cảnh sát. Rồi cảnh sát mới triệt hạ được tên này. Tức là hắn tìm được cây súng trong cái khu vực mà hắn đi chạy trốn được và ở trong đó gần một tháng trời. mà không ai biết hết cho đến khi cái gia đình này đi vào căn chòi đó. Ngày hôm nay hồi nãy Ngọc Lan nói trước khi chúng tôi đến gửi đến quý vị thêm những cái vụ mà án mạng ngày hôm nay và cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành, sẽ còn nhiều tin tức nữa. Hôm nay Ngọc Lan nói lại là một cái ngày dành cho những người đi phát thư hả? Một cái ngày rất đặc biệt. Mỹ có nhiều ngày rất là lạ. Đây là tuần lễ phòng chống chó cắn quốc gia, mang tính quốc gia luôn quý vị. Ngày hôm nay, dĩ nhiên nghe nói đến ngày hôm nay, cái lúc Ngọc Lan nói anh Thụy nói ồ cái này sẽ có ý nghĩa đối với những người đi phát thư, thì đúng là liên quan đến những người mà đi phát thư. Và người ta làm cái thống kê nhân cái ngày này á để thấy rằng là LA là một trong những nơi mà nhân viên đưa thư bị chó cắn nhiều nhất. Rồi xong rồi á, đó là đối với thành phố là xếp thứ tư trên toàn quốc, nhưng mà nơi mà tiểu bang bị nhân viên bị chó cắn nhiều nhất là Cali. Xếp hạng thứ nhất trong 50 tiểu bang luôn là Cali. Cali là cái nơi mà ở đây á thì xếp về thành phố thì LA đứng thứ tư. Thành phố mà người đưa thư bị chó cắn nhiều nhất là Cleveland ở Ohio, rồi đến Houston ở Texas cái gì, rồi Kansas. Kansas City là ở thứ ba và LA thứ tư. Nhưng mà xếp về tiểu bang á thì tiểu bang Cali đứng đầu. Đứng đầu với lại cái vụ mà bị chó cắn trong năm 2020 á. Ở đây người ta chỉ xếp mà cái vụ chó cắn là 787 vụ và 2021 là 656 vụ. Còn từ đầu năm đến nay á, thì người ta chưa có thống kê hết. Nhưng mà họ nói là nhân viên đưa thư là những người mà bị chó cắn nhiều nhất. Cho nên trong cái tuần lễ này á, họ kêu gọi nói rằng những cái người mà nuôi chó đó họ phải có trách nhiệm với những con chó của mình. Tức là khi mà biết là cái ngày đó nhân viên đi đưa thư tới thì họ hãy nhốt con chó trong nhà hoặc là cho nó ở trong sân mà có rào, chứ đừng có thả nó ở trước. Rồi thêm một cái nữa đó là đừng bao giờ cho những cái đứa bé ở trong nhà giống như là mở cửa ra nhận thư trực tiếp từ người đưa thư, bởi vì lúc đó con chó nó có thể nhào ra để nó cắn người đưa thư. Rồi khi mà đọc cái tin này á, thì Ngọc Lan mới biết thêm á, là có những cái khu vực mà người ta bị chó cắn rất nhiều anh Thụy. Thì đối với những cái chuyện đó đó thì ở bên bưu điện họ có quyền là họ không giao thư cho khu vực đó luôn. Đúng. Trong một thời gian cho đến khi nào mà họ cảm thấy nhân viên của họ được an toàn. Tức là chó ở quanh đó nó phải được nhốt, nó phải được làm sao. Chứ nếu không thì những người dân ở đó phải đi đến bưu điện gần nhất để mà nhận thư, chứ người ta không có đưa thư tới. Rồi xong rồi nói là dĩ nhiên những người đi đưa thư á, là bao giờ họ cũng lúc mà được huấn luyện á, là họ cũng được training cái chuyện mà gặp chó thì phải làm sao, họ phải đứng yên như thế nào, rồi họ dùng những thường cái họ có cái bình xịt mà phải không? Dạ, cái nhất là cái túi đưa thư để họ che chắn người họ. Cái thứ hai là họ dùng cái bình xịt để họ xịt con chó, nhưng mà nhiều con nó dữ lắm, nó cắn trước khi người ta kịp nó chạy lẹ lắm. Nó ra để tôi thấy rồi. Dạ. Thế con chó nó không may kỳ đó là nó không lớn lắm, con chó nó nhỏ không, nó tuồn qua được cái khe của cái cổng á. Mà không biết tại sao nó thấy người đưa thư là nó bay ra, là nó trước đó nó sủa rồi, nó vừa thấy cái nó bay ra, chạy theo nó cắn mà ổng nhảy chạy. Thì thành ra cái công việc này rất là tội. Ngoài cái người đưa thư ra thì có nhiều những công việc của những người mà người ta đến những căn nhà, người ta ví dụ như đổi những cái thiết bị về điện đó, có nhiều cái công việc đó Ngọc Lan biết, thì họ cũng được huấn luyện về cái chuyện là làm sao để mà chống khi mà chó cắn. Ví dụ đến nhà mà được phép vào để phía sau nhà để mà thay đổi những cái thiết bị đó mà không có chủ nhà thì phải đập lên cửa làm sao, nếu có chó nó ra nó sủa thì người ta biết. Nhưng mà Ngọc Lan nghe kể có kinh nghiệm, có người đó mặc dù họ đã làm cái hành động đó rồi, họ bước vô mà con chó nó rất là ghê, nó đứng yên nó nhìn, mà con chó rất là lớn. Xong rồi khi nhìn thì bắt đầu là người nó lùi từ trước khi giục chạy. Có những rồi cái trường hợp nhân viên như vậy. Của Amazon thì sao ta? UPS ha? Nhiều lắm luôn. Những người này cũng bị đó. Nhưng mà tôi thấy là người đưa thư là bị chó cắn nhiều nhất. Nhưng cho nên là tuần lễ này là tuần lễ là chống chó cắn. Mình chưa thấy báo cáo từ phía Amazon đối với những nhân viên. Thôi thấy ít nghe nói tin đó. Đây là hình ảnh phía trước một nhà thờ Tin Lành ở tiểu bang Iowa. Nội vụ này xảy ra vào tối ngày hôm qua trước 7 giờ tối thưa quý vị. Và đến giờ phút này tin tức này còn quá mới. Cảnh sát hiện nay đang mở cuộc điều tra. Trong lúc mà nhà thờ đang có buổi họp vào chiều hôm qua đặc biệt dành cho những em sau khi tốt nghiệp trung học chuẩn bị vào đại học, thì họ có cả một cái chương trình cho các em, cho nên đa phần là những người 18 tuổi. Thì không biết vì lý do nào một tay súng đàn ông đã mang súng tới. Có thể là họ chỉ nhắm tới những một hai người đặc biệt trong nhóm này, bởi vì nạn nhân bị bắn chết là hai phụ nữ hay là hai thiếu nữ trong nhà thờ. Nhà thờ mang tên là Cornerstone. Và đến sáng ngày hôm nay thì các phụ huynh đều rất là đau khổ, bởi vì đó là con em của họ. Và ngay cả các vị mục sư của nhà thờ đến giờ phút này cũng đặt câu hỏi không hiểu vì lý do nào chưa bao giờ trong cái khu vực này xảy ra bất cứ một cái vụ nổ súng nào cả. Đó là một cái điểm họ muốn nắm tới. Nó yên tĩnh và họ nói đây là nhà thờ và mọi người đều muốn cái chuyện tốt lành an bình cả. Thì bây giờ cuộc điều tra đang nhắm vào tại sao hai thiếu nữ này bị nhắm bắn, rồi sau đó xảy ra một vụ xả súng và tay súng cũng chết luôn, thưa quý vị. Cho nên ba người chết một cách vô lý vào chiều tối ngày hôm qua. Chúng tôi tiếp tục theo dõi những tin tức này để tìm hiểu động lực đến từ đâu để tiếp tục gửi đến quý vị. Thế nhưng mời quý vị trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục với Cà Phê Sáng. Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Ngọc Lan, Hoàng Trọng Thụy trở lại với quý vị với các bản tin đáng chú ý. Trước đó chúng tôi gửi đến quý vị bản tin vụ nổ súng từ Texas cho tới Iowa, còn những nơi khác nữa. Nhưng mà ngày hôm qua, trước tình trạng nổ súng nhất là ở Buffalo, New York trước đây đó, từ 2 tuần lễ trước, sau đó đến cái vụ thảm sát ở Texas, thì ngày hôm qua Quốc hội New York đã chính thức bỏ phiếu, và ở New York tương tự như California có với các thành viên của Quốc hội đa số là theo đảng Dân Chủ, và vì thế các quốc hội này dễ dàng thông qua luật kiểm soát súng. Có một điều mâu thuẫn mà chúng ta thấy đó, mặc dù họ nói đó là những ai muốn mua những cây súng trường loại AR-15 đó, theo luật mới ở New York phải 21 tuổi trở lên. Nhưng mà bởi vì họ vẫn phải theo hiến pháp, bởi vì vẫn không thể nào cấm những người dưới 21 tuổi mua súng được. Cho nên người 18 tuổi vẫn được mua súng, nhưng mà các loại súng mà tấn công đó thì không được mua, phải 21 tuổi, và đồng thời bắt buộc phải xin giấy phép với những người chưa 21 tuổi. Và nâng giới hạn độ tuổi họ xem vẫn là điều quan trọng. Nhưng chúng tôi đã thưa ngay từ hôm đầu tuần á, sau cái vụ thảm sát ở Texas á, là trong cuộc điều tra của FBI, đa số những vụ tấn công thảm sát là từ những người 18 tới 20. Buffalo là 20 tuổi, còn ở Texas là 18 tuổi. Mà những cái kẻ bắn ở trong cái vụ mà Newtown, Connecticut cũng vào khoảng 20 tuổi. Và vì thế họ nói rằng khi mà nâng lên cái độ tuổi 21 đó, ít nhất đó, là họ hy vọng là những người trưởng thành rồi họ có cái trách nhiệm và không có bị túng quẫn về tâm thần như những người dưới 21 tuổi. Thì đó là lý do hiện nay. Mặc dầu vậy, thưa quý vị, đây chỉ mới là dự luật thôi, được đưa lên bàn thống đốc của New York để ký ban hành. Có thể là bà Hochul ngày hôm nay bà sẽ ký ban hành. Tuy nhiên ngay lập tức phe ủng hộ súng đã khuyến cáo là họ sẽ kháng cáo tại nhiều tiểu bang, trong đó có California, Colorado cũng đang nỗ lực đưa ra những cái dự luật kiểm soát súng ống, nhưng đồng thời sẽ phải đương đầu với tòa tối cao pháp viện theo dự trù. Đây là bà Hochul của thống đốc New York. Theo dự trù thì bất cứ một cái dự luật nào liên quan đến kiểm soát súng mà được thông qua cũng sẽ phải đương đầu với những vụ kiện. Và thậm chí họ nói tòa tối cao Pháp viện có phần nghiêng về, bởi vì đa số là theo bảo thủ đó, có phần nghiêng về ủng hộ cho những người sử dụng súng, bởi vì hiến pháp tù chính án số 2 nó quá mạnh đối với thành phần sở hữu súng ống này, cho nên khó lòng mà kiểm soát súng ống lắm. Ngay cả những cái tiểu bang mà đã xảy ra những cái vụ thảm sát, họ thậm chí còn kêu gọi cho người dân phải sở hữu súng ống dễ dàng hơn nữa. Sắp tới đây á, ở San Francisco sẽ có dịch vụ là taxi không người lái. Ngày hôm qua thì California đã bắt đầu là đồng ý bật đèn xanh cho dịch vụ taxi không người lái ở vùng này cho cái hãng xe là Rules của GM đó. Nhưng mà cái giờ để cho những chiếc xe này chạy đó là chỉ từ họ thí nghiệm là từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng thôi. Tức là hy vọng cái giờ đó nó vắng. Nó vắng. Chứ mà họ chưa có cho chạy ban ngày. Cũng như là những ngày mà sương mù hoặc là có những cái điều kiện thời tiết mà nó hơi khác thường thì gọi những cái xe này cũng không chạy luôn. Hiện bây giờ đó, trước đây đó, khi mà trong cái thời gian mà người ta thử nghiệm đó thì người ta có cho những chiếc xe này chạy, nhưng mà sẽ có một tài xế đi một cái xe khác đi theo để đề phòng trường hợp nếu có những cái bất trắc gì đó thì sẽ có một người tài xế thật sự nhảy vô để mà tiếp ứng. Nhưng mà bây giờ đó, chứ không phải là có một người ngồi ngoài sau rồi hai tay không cầm tay lái hả? Không, bây giờ là xe này không có ai hết nha. Bây giờ xe này không có ai hết, không có tài xế gì hết, chỉ là xe robot không người lái thôi. Cho nên mới cho chạy là từ 10 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Bây giờ đó họ chỉ hơi băn khoăn một chút xíu đó là tại vì có những cái lằn đường mà ví dụ như nó là hai stop chỗ đó nhưng mà có hai lằn xe, mà họ muốn rằng cái xe đó nó phải vô tận ở sát ở trong để cho người ta xuống. Như giờ nếu nó stop ở cái lằn đó thì người ta xuống làm sao giờ chưa biết, nhưng mà họ vẫn đang cho thí nghiệm thử là chạy. Nếu như mà cái chuyện này mà thành công á, họ thấy là trong thời gian sắp tới đây mà xe này chạy từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng mà nó ok, không có cái chuyện gì. Hiện bây giờ có 30 xe được chạy rồi đó, 30 chiếc rồi. 30 chiếc rồi thì họ sẽ bắt đầu họ nâng cái số lượng xe lên cũng như là cái giờ, bởi vì họ nói cái điều này nó sẽ giúp ích được cho nhiều với cái chuyện mà kẹt xe bây giờ nè. Rồi đối với những người tài xế mà có thể họ nói là tài xế đang có những cái bất cẩn, Ngọc Lan nghĩ chắc những người đi uống rượu rồi đó thì họ có cái xe này gọi về cũng được. Rồi trước đó đó thì có một cái hãng nữa cũng cạnh tranh với cái chiếc xe này, đó là Waymo. Thì họ cũng đã từng đề nghị làm nhiều thứ từ năm 2020, nhưng mà lúc đó rồi họ làm ở Arizona, nhưng mà họ tính toán lại thì cái dân số ở đó, cái xe chạy trên đường cái quãng đó nó đông, thành ra là cái kế hoạch đó là thất bại. Rồi trong thời gian qua thì cũng có nhiều những cái hãng xe điện muốn thực hiện cái việc này, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ xem trong thời gian tới này người ở San Francisco sẽ đi xe mà không có người lái như thế nào, hoàn toàn không có người nào trên xe hết á, không có người nào để tiếp ứng khi mà có bất trắc gì hết á. Hôm nay nói chuyện với Ngọc Lan tôi mới nhớ lại cái thời điểm của năm thập niên 80 khi những người di tản và hoặc là tị nạn sang Mỹ, và thời điểm đó chúng ta thấy đời sống ở Mỹ này nó thô sơ. Đến bây giờ mình không hiểu lúc đó tại sao không có internet, không có điện thoại cầm tay, xe thì thậm chí chạy xe bằng số tay nữa. Thì trong tương lai mình lại nhìn lại năm 2020 để thấy trời ơi ngày xưa tại sao mà tài xế khổ như thế, phải không ạ? Bởi vì trong tương lai chúng tôi chắc chắn một điều đó, họ nói rằng theo cái nghiên cứu và thống kê, nếu xe trên đường phố mà không có người lái hoặc là xe chạy tự động á, không cần chúng ta đụng tới đó, nó an toàn hơn nhiều và nó tiết kiệm thời gian cho chúng ta hơn nhiều. Người ta cũng tại vì đã nói là ngay cả Uber đó vào năm 2020 là họ đã có từng có kế hoạch là sẽ có 75.000 xe tự động chạy trên đường đó, mà chạy ở 13 tiểu bang. Tuy nhiên rồi đại dịch rồi nhiều cái chuyện, bởi vì thí dụ như xe lái tự động thì họ đã set up cái chương trình cho nó rồi, nó chạy như vậy thôi. Còn người đó thì ngồi trên xe bị rồi cảm cái tính. Chạy nhanh chạy chậm, rồi coi phone, rồi đủ thứ chuyện hết trơn, rồi Chen Land, rồi đủ thứ. Thì cái an toàn nó không được giống như là xe không người lái. Họ nói ở 4 ngã tư và tất cả là xe không người lái đó, là cả 4 chiếc xe nó nói chuyện với nhau được hết tất cả. Và vì thế thậm chí nó không giữ khoảng cách như chúng ta giữ thật xa đâu, mà nó có thể bám theo cái đuôi xe một cách an toàn vô cùng. Và nó còn an toàn hơn là người lái xe, thưa quý vị. Và nói đến người lái xe, đây là hình ảnh tại San Bernardino khủng khiếp cho các cư dân ở đây. Hai thành phố ở Colton và San Bernardino, chiều hôm qua xảy ra một vụ cướp ngân hàng Chase Bank ở San Bernardino. Và vào thời điểm sắp đóng cửa ngân hàng, thì ngân hàng nhân viên đã chuẩn bị đóng cửa hết rồi, thì bất ngờ tên cướp vào đây. Ngay lập tức còi báo động hiện lên, cảnh sát ngay lập tức tới hiện trường liền, và xảy ra một cái vụ rượt đuổi vào khoảng sau 3 giờ 45 phút chiều. Theo lời cảnh sát nói rằng là bởi vì tay cướp vừa không biết lấy được cái gì hay không nữa, mà vì nghe là báo động lên thì cảnh sát ở gần đó họ chạy tới, thế là vụ rượt đuổi xảy ra. Ghê gớm là tay cướp này có súng, mang cây súng ra đụng độ với cảnh sát mới ghê chứ, bao giờ không nghĩ tới tính mạng mình rồi. Người ta rất là ngạc nhiên là tên cướp ngân hàng này có mang súng theo, và cảnh sát đã nổ súng bắn chết tay súng ngay tại chỗ, thưa quý vị. Và đó là vụ cướp đã khiến cho cả cái khu vực náo động. Chúng tôi còn rất nhiều các tin tức liên quan đến tình hình lao động tại Hoa Kỳ này và các con số liên quan đến tài chính ngay sau phần quảng cáo với Thời sự Thế giới. Kính mời quý vị cùng theo dõi và hẹn gặp lại Ngọc Lan vào ngày thứ Hai. Cảm ơn Thụy đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một cuối tuần thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chew Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Hoàng Trọng Thụy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả sau Cà Phê Sáng tới Thời sự Thế giới. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến quý vị con số liên quan đến thị trường tài chính. Và ít phút tới đây thì Thảo Yên sẽ gửi đến quý vị thời tiết trong ngày. Thế nhưng con số về công ăn việc làm vẫn tốt, không đủ để thuyết phục giới đầu tư mua bán thêm cổ phiếu trong ngày hôm nay. 390.000 việc làm được tạo ra trong tháng 5, tốt hơn giới kinh tế gia của các công ty nghiên cứu về thị trường lao động cho biết. 390.000 việc làm, và điều này để cho thấy rằng các khu vực sản xuất dịch vụ của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thuê mướn công ăn việc làm và đã giúp giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,6%. Con số rất là tốt, tốt nhất từ tháng 12 năm 1969 tới giờ phút này. Trước đó thì các kinh tế gia dự đoán công ăn việc làm trong tháng 5 chỉ tạo ra khoảng 328.000 thôi, nhưng mà con số thực tế lên thêm 62.000 nữa. Ông Daniel Zhao, kinh tế của công ty Glassdoor cho biết, thị trường lao động hiện nay đó, họ nói rằng ở một số các khu vực như du lịch và khách sạn thì tăng, nhưng mà thị trường bán lẻ thì có vẻ yếu kém. Thì đó cũng là mối quan tâm. Thứ hai nữa đó, tin tức ngày hôm nay cho thấy là giới đầu tư họ vẫn thấy rất là mệt mỏi với giá dầu tăng cao. Mặc dù ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị tin tức liên quan đến khối OPEC, các quốc gia sản xuất dầu hỏa đó, đã đồng ý tăng thêm 50% sản lượng, nhưng mà con số chúng ta nhìn thấy quá thấp đi, có 680.000 thùng một ngày thôi. Mà họ nói từ thời đại dịch năm 2020 kéo dài tới 2021, khối OPEC đã lấy ra khỏi thị trường dầu hỏa 10 triệu thùng một ngày. Thì quý vị tưởng tượng, trong khối OPEC nó có 10 quốc gia thôi, mà họ lấy 10 triệu thùng, tức là mỗi một quốc gia cắt giảm khoảng 1 triệu thùng một ngày. Sản xuất còn có mấy trăm ngàn thùng thôi. Và vì thế cái hậu quả cho tới giờ phút này là thiếu hụt dầu hỏa, dẫn đến cái tình còn chưa xét tới cái chiến tranh Ukraine nữa. Dow Jones đang xuống tới 343 điểm thưa quý vị, Nasdaq xuống 323 điểm, S&P 500 xuống 70 điểm, xuống dữ dội luôn. Bởi vì giá xăng, giá dầu, lạm phát nhiều quá, rồi chính phủ liên bang đưa ra các nỗ lực để kiềm chế lạm phát bằng cách tăng phân lời nữa. Sáng nay các kinh tế gia họ đều đưa ra những cái nhìn ảm đạm cho nền kinh tế của Hoa Kỳ trong thời gian tới. Công trái phiếu 10 năm là 2,95%, dầu lên nữa thưa quý vị. Cái điểm đáng chú ý đó, mặc dù là OPEC hứa hẹn đó, nhưng mà cái chuyện hứa là khác, còn cái chuyện thực tế đó thì dầu nó vẫn bị ảnh hưởng như thường. Và dầu hôm nay 118 đồng. Và giá xăng vẫn tiếp tục gia tăng qua đêm. Vàng lên xuống 10 đồng, 1861 đồng 50 sen. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay đó thì trời tiếp tục có nhiều mây, âm u dữ lắm, cho nên là nhiệt độ buổi trưa hôm nay ở quận Cam không có lên cao, trung bình được khoảng từ 70 cho đến 72 độ thôi thưa quý vị. Và từ đây cho đến chủ nhật thì nhiệt độ giữ trung bình mức là khoảng 72-73 độ, có gió nhiều khoảng 12 đến gần 15 dặm một giờ. Tuy nhiên ở tại khu vực Florida đó thì sáng ngày hôm nay cơ quan dự báo thời tiết đã đưa ra cái khuyến cáo là sẽ có một cái cơn bão sẽ tràn về phía Florida. Bây giờ nó cái cơn bão này nó đã hình thành ở ngoài khơi khu vực Gulf Stream rồi, và nó sẽ đi theo cái hướng thì họ dự kiến là trong 48 tiếng đồng hồ nữa là nó sẽ vào khu vực Florida Peninsula và The Keys thưa quý vị. Và đây là cái đường đi của bão. Và khi mà cái cơn bão đi vào đó sẽ có mưa rất là nhiều và lâu và gió giật nữa, thì họ dự kiến là chiều tối hôm nay bão sẽ tiến vào khu vực Florida và sẽ ở cho đến ngày chủ nhật. Cho nên là, và đặc biệt là sức gió đó bây giờ là có thể là 39 cho đến 45 dặm một giờ, nhưng mà nó khi nó đi vào thì có thể lên đến gần 50 dặm một giờ, cho nên cái khuyến cáo đã được đưa ra cho tất cả khu vực người dân sống ở khu vực này. Quý vị thấy cái nơi có màu đỏ đó, xui cho những ai đến Florida vào thời điểm này, bởi vì họ nói ngay từ ngày hôm qua thứ Năm á, là mưa bắt đầu nó rải rác, nó rất là lâu. Nó không phải như mà mỗi mùa hè chúng ta thấy mưa xong rồi nó ngứt, cái chuyện đó rất là thường xảy ra ở Florida vào mùa hè. Bây giờ mưa nó khủng khiếp luôn, và họ nói California thì đang thiếu mưa khủng khiếp. Florida họ nói trong vòng mấy ngày, từ ngày hôm qua cho tới hết tuần này đó, 10 inches nước mưa nó phủ xuống khủng khiếp như thế luôn. Cho nên những du khách đến Florida vào mùa này rất là buồn, bởi vì phải ở trong nhà. Sáng nay trong phần cà phê sáng chúng tôi đã tường thuật điểm vụ giết người ở Texas liên quan tới Gonzalo Lopez, và kế đến là vụ tấn công ở Iowa. Thảo Yên có thêm các chi tiết trong các vụ giết người này không? Vâng, thưa quý vị, cái vụ mà cái tên Gonzalo Lopez thì như quý vị cũng nhớ là hồi cách đây gần 2-3 tuần, là vào 12 tháng 5 đó, là y đã trốn thoát khỏi. Mình có đưa cái bản tin này. Dạ vâng. Thì lâu quá trời không nghe nói đến cái tên này, thì cứ tưởng là vẫn chưa bắt được y. Nhưng mà chiều tối hôm qua đó, phía giới chức ở Texas họ đã mở một cuộc họp báo cho biết là họ đã chạm trán được y và xảy ra một cái vụ đấu súng, và cuối cùng y đã bị phía cảnh sát bắn hạ. Tuy nhiên cái việc này đó, việc bắn chết được cái tên này đến sau khi mà phía cơ quan Texas Rangers phát hiện là y đã giết chết một cái gia đình 5 người thưa quý vị, trước khi mà họ bắt được y. Thì như quý vị biết là ngày 12 Tây đó là y đang cái chiếc xe bus nhà tù chở y đi khám bệnh, định chở đến khu vực ở tại Huntsville, cách cái nhà tù của y là khoảng chừng 50 dặm. Thì không hiểu sao trong cái lúc mà đang trên đường đi đó, y sử dụng cái vật gì đó mà y đã cắt được cái còng tay và nhào đến khống chế người lái xe bus, đâm ông bị thương, cho nên là ông mới crash cái xe bus đó và y nhân cái cơ hội đó chạy ra ngoài. Và từ đó cho đến nay thì không có tìm được cơ quan an toàn công cộng Texas, rồi Texas Ranger và cảnh sát của cái khu vực, cái thành phố mà cái xe bus này bị crash đó là Sanderville thưa quý vị, phối hợp truy nã cái tên này. Và đây là cái vụ truy nã lớn nhất lịch sử ở Texas từ đó cho đến bây giờ, bởi cái mức độ nghiêm trọng. Tên này đó đang ở tù 2 án tù chung thân cho cái tội giết người, cho nên mới thấy là cái y là tội phạm đặc biệt nguy hiểm chứ không phải là tội bình thường. Thì vào hôm thứ Tư thưa quý vị, phía cơ quan cảnh sát đó họ phát hiện là y lái một cái chiếc xe truck màu trắng ở tại khu vực San Antonio. Thì khi chắc họ đang đi truy lùng cho nên họ nhận ra mặt y và ngay lập tức họ rượt theo. Và cuối cùng đó y đã tông cái xe vào trong một cái cây, và khi y nhảy ra khỏi xe đó y đã bắn súng với cảnh sát. Y có một cây súng trường và một cây súng ngắn, và phía cảnh sát cuối cùng đã bắn hạ được y. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây đó là một gia đình ở tại Houston thưa quý vị, họ có một cái căn nhà nghỉ, họ đi đến khu vực Centerville, cái căn nhà nghỉ mát. Dạ vâng, thì một người lớn, bây giờ họ không nói đó là người cha hay người mẹ và 4 đứa con ở trong nhà, thì bị tên này xông vào giết chết, ăn cắp cái xe, lấy 2 khẩu súng của cái gia đình này đang trên đường bỏ chạy đến khu vực San Antonio thì gặp lực lượng cảnh sát và họ đã bắn chết y. Bây giờ thì cảnh sát họ cũng chưa có công bố cái chi tiết cũng như là cái tên của cái gia đình này, bằng cách nào y giết cái gia đình này, nhưng họ tin là y thấy cái xe truck đậu ở bên ngoài đó, y đột nhập vào nhà, có lẽ là muốn lấy tiền và muốn ăn cắp cái xe truck thì bị cái người lớn trong gia đình phát hiện, thì y đã giết luôn cả nhà này 5 người thưa quý vị. Tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 7148941177. Thảo Yên Hoàng Trọng Thụy trở lại với tất cả quý khán thính giả, và chúng tôi vẫn theo dõi các con số liên quan đến kinh tế. Mình tưởng là ở California, ở các nơi là lạm phát ghê gớm thật, nhưng mà người Mỹ vẫn tiêu xài như thường. Sáng ngày hôm nay các kinh tế gia nói lỗi một phần là cũng từ Tổng thống Biden. Họ bây giờ họ chỉ trích, họ nói rằng đồng ý là cần hỗ trợ cho nền kinh tế, nhưng mà khi mà ông hỗ trợ nhiều quá mà lên tới gần 2.000 tỷ Mỹ Kim, người dân thì có tiền nhiều quá, họ đi mua hàng, hàng thì không có đủ, bởi vì chúng ta thấy Covid rồi các chuỗi cung ứng supply chain rồi demand, tức là yêu cầu để mua hàng nhiều đó không đủ, thấp, cho nên tiền thì dư mà hàng thì thiếu, dẫn đến hậu quả lạm phát. Cộng thêm geopolitical, có nghĩa là tình trạng mà địa chính trị ở Ukraine và Nga. Tưởng là ở các nơi cái lạm phát nó tệ hại rồi, chúng ta thấy cũng nặng nề, nhưng mà hôm nay nhìn lại quốc gia Turkey, thưa quý vị, Ngày hôm nay thì họ vẫn sử dụng chữ Turkey như thường, không thấy chữ Turkey như ông Tổng thống muốn đề nghị thay đổi. Ông đã đề bạt lên Quốc hội rồi, lên UN, Liên Hiệp Quốc rồi, và bên phía Liên Hiệp Quốc cũng đồng ý. Tuy nhiên cái việc mà áp dụng thì cũng còn tùy. Turkey inflation, lạm phát tăng 73%, cao nhất trong vòng 23 năm qua. Energy, Turkey nhập cảng dầu hỏa và thực phẩm rất nhiều, và ảnh hưởng lớn nhất là đến từ chiến tranh Ukraine, cho nên tất cả mọi thứ đều tăng lên cả. Thôi thì mình nhìn cái ly nước nó nửa vơi với nửa đầy đi thưa quý vị, nhìn nó nửa đầy đi để thấy rằng nhìn sang ở các quốc gia khác tình trạng nó còn thê thảm hơn California nhiều lắm. Rồi người ta đặt câu hỏi là không biết được Elon Musk có mua Twitter hay không. Thì ngày hôm nay tin tức cho thấy là cái việc mà anh muốn mua thì cái chuyện đó là chuyện của anh muốn, nhưng mà khi quý vị muốn mua một căn nhà nó cũng tương tự như vậy thôi. Luật lệ vẫn cho phép quý vị back out, hủy bỏ. Cho nên ngày hôm nay họ nói cái tiến trình mà Elon Musk xem mua Twitter chắc có vẻ như là không thành hiện thực rồi. Sau khi ở trong điều khoản mua bán đó, nó có cái điều khoản gọi là expire, cho phép đáo hạn, và hai bên không chịu trách nhiệm gì hết. Cho nên cái việc mà Elon Musk mua Twitter xem như là chắc không có quá. Và cái chuyện đó càng đến sau khi Elon Musk tuyên bố đó feel super bad. Ông nói về cái tình hình kinh tế của nước Mỹ rất là tệ hại. Họ dùng cái chữ luôn, rất là tệ hại. Và vì thế, ông đưa ra tuyên bố có thể đã phải cắt giảm tới 10% công an. Bây giờ thì chưa, nhưng mà ông nói rằng nếu cái tình hình nó còn tiếp diễn nó sẽ phải cắt giảm đến 10% công ăn việc làm. Chưa hết thưa quý vị, và có đến 758 than phiền của những người đang làm chủ Tesla, cái số này khá nhiều á. Họ nói xe đang chạy ở tốc độ cao tự nhiên nó ngừng lại. Lạ ghê ha. Suddenly brake at high speed. Và cơ quan mà kiểm tra an toàn giao thông vận tải họ đã nhận được cái báo cáo này. Năm 2021 tới 2022 thì không biết những quý vị Việt Nam nào mà đang làm chủ xe Tesla có bị những cái trường hợp này hay không, nhưng mà đây là cái con số mà họ đang mở các cuộc điều tra này, gây ảnh hưởng đến cổ phiếu của Tesla rớt hơn $70 vào sáng ngày hôm nay. Và thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay đó, một ủy ban giám sát của Hạ viện đã đưa ra cái tuyên bố là hiện nay họ đang mở một cái cuộc điều tra nhắm vào Jared Kushner, con rể của ông Trump đó thưa quý vị, và cái investment firm là cái tổ hợp đầu tư của ông Kushner lập ra. Mà cái thời điểm nó lập ra đó, thứ nhất rất là đáng nghi, và thứ nhì nữa là cái số tiền mà đổ vào đầu tư vào cái firm này của ông Kushner lại trực tiếp đến từ chính quyền của Ả Rập Saudi, sở hữu bởi ông Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman đó thưa quý vị. Cho nên bây giờ phía Hạ viện, bà chairwoman của cái ủy ban này đó là thượng nghị sĩ của New York Caroline Maloney, cho biết là bởi vì thứ nhất là ông Kushner ổng lập ra cái investment firm có cái tên là Affinity ở tại Miami, nhưng mà chỉ một ngày sau khi mà ông Trump chính thức rời khỏi chức vị ở tòa Bạch Ốc thì một ngày sau ông Kushner ổng lập ra cái firm này, và 6 tháng sau thì ổng nhận được 2 tỷ Mỹ Kim đến từ một cái investment firm của Ả Rập Saudi gọi là Public Investment Fund, và nó chủ sở hữu lại là ông Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Cho nên bây giờ phía Hạ viện họ muốn điều tra xem đây có phải là cái lợi ích tài chính cá nhân mà Kushner nhận lại sau cái quãng thời gian ông này ổng có thể là cố vấn gì đó cho ông Trump để mà đổi lại về những cái quan hệ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ với lại phía Ả Rập Saudi, thì bây giờ ổng nhận lại cái đây giống như là gọi là lại quả của phía Ả Rập Saudi đó, thì như vậy là nó sẽ vi phạm về cái quy tắc về đạo đức của các quan chức trong chính quyền, thì bởi vậy cho nên là họ mới phải điều tra. Phía thứ hai nữa là phía Hạ viện cho biết là cái mối quan hệ quá sức là thân thiết của Kushner với ông Hoàng Thái tử này, cũng như là những cái chính sách mà thân với Ả Rập Saudi từ thời của ông Trump đó, bất chấp là cả thế giới cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ lên án cái vụ mà ông ký giả Jamal Khashoggi bị phía ông Hoàng Thái tử ông cho người ám sát chết đó, thì cho nên là phía Hạ viện họ cũng muốn điều tra xem là Kushner và kể cả ông Trump có nhận là bất cứ lợi ích gì hay không. Thì phía ủy ban này của Hạ viện cho biết là họ đã chính thức gửi văn bản yêu cầu Kushner thứ nhất là phải cung cấp hết tất cả những cái văn bản và những cái records là cái số tiền này đổ vào như thế nào, và kể cả những cái personal communications, nghĩa là email rồi text rồi phone message qua lại để tìm hiểu xem là cái vụ đầu tư này đó là có hợp lệ hay là không. Và hạn chót mà Kushner phải nộp là ngày 16 tháng 6. Và bà Maloney, bà thượng nghị sĩ này cũng nói thêm là nếu như mà cái vụ điều tra này phát hiện là có bất hợp vi phạm đó, thì từ nay phía Quốc hội cũng phải cần sửa đổi lại những cái luật lệ để tránh những cái quan chức cấp cao khi mà họ giữ những cái chức vị cao như vậy nó vi phạm lợi ích và nó gây ra những cái mối những cái vụ mà chính sách đối ngoại đó nó có lợi cho những cái chính phủ nước ngoài. Mà thường nó cái chuyện đó là nó hay xảy ra lắm, nhất là hệ thống gia đình chị, bởi vì bố thì làm tổng thống, con gái rồi con rể thì lại đầu tư. Và vì thế nguồn tin đó trước đó họ nói rằng phía Ả Rập Saudi đó họ giống như là thí 1 tỷ Mỹ Kim để mà hài lòng bên phía chính quyền của Tổng thống Trump trước đây, đó làm hài lòng thôi. Ôi, họ nghĩ cái chuyện đó 1 tỷ nó cũng không đáng là bao, nhưng mà nếu lời thì tốt, còn không có lời thì thôi, xem như là giữ cái mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền của ông Trump với Ả Rập Saudi. Sau đó bước sang tới thời của Tổng thống Biden thì có vẻ không cái mối quan hệ đó nó không có tốt, bởi vì bên phía chính quyền Biden á, thì lên tiếng chỉ trích ông vua bên phía Ả Rập, Hoàng Thái tử đó, bin Salman, là dính líu tới cái vụ mà giết chết nhà ký giả Khashoggi. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý sau phần quảng cáo liên quan đến tình hình Ukraine 100 ngày rồi. Chuyện gì đang diễn biến ở tại Ukraine ngày hôm nay? Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 7148941177. Tình hình Ukraine diễn biến như thế nào? Sáng ngày hôm nay, CNN đưa ra một loạt những tựa đề chính yếu và chúng ta cũng đã theo dõi trong thời gian vừa qua, đó nỗ lực của quân đội Nga lúc này của Putin là làm sao chiếm được, thống trị được cái vùng phía đông của Ukraine, tức là vùng Donbass, miền Bắc là Luhansk và vùng miền Nam là Donetsk. Quý vị nghe đến cái khu vực này rất nhiều. Nhưng mà để chiếm được tỉnh Luhansk phía Bắc đó, nó phải qua các thành phố, và trong số đó có thành phố mang tên là Severodonetsk. Và đây là bản tin chính được ghi nhận ngày hôm nay. Bước sang tới 100 ngày chiến tranh rồi. Và ông Tổng thống Zelensky tuyên bố ngày hôm nay 20% lãnh thổ của Ukraine hiện nay đang được kiềm chế bởi quân đội của Ukraine, của Nga. 20% lãnh thổ. Và ngay bây giờ đó, thành phố Severodonetsk, và hiện nay vẫn có 800 người đang núp ở trong một cái nhà máy để mà sản xuất các chất liệu về dược phẩm của Ukraine, và bao gồm chemical factory, tức là nó còn chế luôn cả phân bón, những cái chất liệu để cần để chế tạo nhiều cái chất hóa học khác đó. đã bị trúng hỏa tiễn của Nga. 800 người này không biết được tình trạng của 800 người này như thế nào. Nga vẫn tiếp tục tấn công, thả bom vân vân, trong lúc mà quân đội Ukraine vẫn còn phải chờ sử dụng các vũ khí mới do Hoa Kỳ cung cấp. Tin tức chúng ta nghe thấy là Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã chuẩn thuận 750 triệu Mỹ Kim nữa. Không những các loại đại pháo có sức bắn 40 tới 50 dặm, nhưng mà bao gồm tin tức mới nhất, ít nhất là 4 chiếc máy bay không người lái. Đây là loại tối tân nhất của quân đội Hoa Kỳ sử dụng. Bởi vì máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp chỉ là những loại máy bay nhỏ thôi. Còn cái kiểu của phía Hoa Kỳ cung cấp là loại lớn nhất và tối tân nhất, có mang theo bom, có thả xuống và thực hiện những cái phi vụ thám thính rất là tối tân. Kế tiếp nữa, thưa quý vị, họ nói rằng hiện nay ở tại cái khu vực Kherson, mặc dù quân đội Nga đã chiếm đóng, nhưng mà vẫn giao tranh hàng ngày trong thời gian qua. Cho nên không có nghĩa là Nga chiếm đóng ở cái khu vực Mariupol, rồi Kherson, vân vân là có thể an toàn, bởi vì quân đội Ukraine vẫn tiếp tục tấn công, giao tranh hàng ngày. Và vì thế họ tuyên bố đó đang có một cái tiến trình rất đáng chú ý liên quan đến nỗ lực để chống lại quân đội Nga ở vùng Kherson. Kế tiếp là US Military Hacking Unit, có cả một cái đơn vị chuyên môn tấn công tin tặc của quân đội Hoa Kỳ, hiện nay đang hỗ trợ trong cái chiến dịch gọi là Cyber Operation, các chiến dịch liên quan đến mạng, hỗ trợ cho Ukraine. Và điểm này đã phía Ukraine và kể cả Hoa Kỳ cũng xác nhận, nhằm tìm kiếm những cái tin tức tình báo từ phía quân đội, xem họ đánh như thế nào và tấn công ra sao, và tìm cách kiềm chế những máy móc của bên phía Nga. Và đây là cái nỗ lực rất là quan trọng, không những cung cấp vũ khí mà kể cả cung cấp chiến lược và kể cả tình báo cho quân đội Ukraine nữa. Vâng, thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay thì phía chính quyền của ông Thống đốc Florida Ron DeSantis đã đưa ra cái tuyên bố là họ bắt đầu gửi tất cả những cái thông báo chính thức đến cho toàn bộ bác sĩ ở toàn tiểu bang. Từ nay cấm không cho thực hiện những cái dịch vụ y tế liên quan đến cái việc gọi là transition related care, để mà giống như là những cái đứa nhỏ mà thí dụ mà đang là từ bé trai mà muốn giảm cái testosterone trong người lại để thành bé gái đó, thì cần phải có chẳng hạn như là đi khám bác sĩ, rồi từ từ bác sĩ cho những cái loại thuốc giảm cái hormone nam trong người, rồi từ từ uống thuốc để tăng estrogen trong người để thành bé gái đó. Thì từ nay bác sĩ không được thực hiện những cái dịch vụ đó nữa. Và được biết là trước cái yêu cầu này đó thì Bộ Y tế của tiểu bang Florida đã cấm Medicaid không được trả tiền cho những cái dịch vụ này rồi. Tất cả những cái dịch vụ chẳng hạn như là chặn lại cái việc dậy thì, thí dụ các bé gái đi mà muốn bây giờ quyết định là gia đình quyết định là bé là con trai thì không có muốn dậy thì có kinh nguyệt, thì cho nên là phải dùng thuốc chặn cái việc đó lại, bị cấm rồi. Cái việc mà thay đổi hormone cũng bị cấm, hoặc là những cái bé mà lớn hơn bây giờ muốn giải phẫu chuyển đổi giới tính đó thì hoàn toàn bị cấm hết. Cái lý do mà ông DeSantis ông đưa ra là, thứ nhất, ông nói rằng cái Bộ Y tế của tiểu bang đó đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu, và họ thấy là họ vịnh ra cái lý do là họ nói, thứ nhất, hai quốc gia là Thụy Điển và Finland trước đây đó là một trong hai quốc gia đầu tiên cung cấp những cái dịch vụ mà chuyển đổi giới tính cho những đứa trẻ từ còn nhỏ tuổi. Nhưng mà nay sau gần 10 năm đó thì hai quốc gia này đã ngừng. Và phía ông DeSantis thì ông nói rằng các nhà khoa học cho thấy là những cái thuốc đó đó làm giảm cái hormone trong người những đứa nhỏ quá nhỏ thì nó sẽ gây ra những cái tác hại về lâu về dài. Mặc dù ông không có nói là cái tác hại gì, thì chính vì vậy cho nên ông nói là để bảo đảm sức khỏe an toàn cho những đứa nhỏ, và cái việc này đó thì không nên để trong tay của phụ huynh, bởi vì phụ huynh không biết được về những cái kiến thức về y khoa đó mà gây hại cho cái cơ thể của đứa nhỏ mà sau này mới biết được. Cho nên chính vì vậy ông nói rằng cái việc này chính quyền cần phải kiểm soát, và một khi mà cái thông báo này đưa ra, bác sĩ nào ở Florida mà còn cung cấp những cái loại thuốc đó thì sẽ bị phạt. Một lần đầu là bị phạt tiền, lần thứ nhì tiền phạt tăng gấp đôi, và lần thứ ba có thể bị rút bằng. Chúng tôi có cái tin cập nhật liên quan đến vụ mà lực lượng của Ukraine phản công quân Nga đó. Ông Tổng thống Zelensky vừa cho biết đó là họ thành công để lấy lại 20 thị trấn, 20 ngôi làng ở trong thành phố lớn Kherson. Thành phố này đã bị Nga chiếm giữ từ một tuần lễ trước, và bây giờ thì quân vũ trang của Ukraine cố gắng để lấy lại thành phố này. Mặc chưa có tin tức nói lấy lại, nhưng mà ông Tổng thống Zelensky dựa trên những cái tin tức tại tình hình của 9 khu đó, ông cho biết là quân Nga đã tấn công máy bay, pháo kích đủ hết, nhưng mà cái việc phối hợp của quân Nga đó nó không có nhuần nhuyễn, và vì thế lỏng lẻo, đã để ra nhiều cái sơ hở cho quân Ukraine có thể tấn công được. Thì đó cũng là một tin lạc quan. Thành trì bên phía đông thì đang bị mất dần. Họ nói hơn 80% của Kherson đã bị ảnh hưởng. Nhưng mà bên mặt trận phía nam rất là quan trọng, bởi vì quân Nga rời khu vực của phía nam để chuyển sang vùng miền đông để tấn công. Giờ đây để lỏng cái khu vực Kherson. Cho nên mặc dù là có thể sẽ chiếm được miền đông Ukraine, nhưng mà chiếm và giữ được bao lâu? Đó là mới là vấn đề ngay từ đầu đó. Trong cái cuộc chiến này người ta đã nói mặc dù Nga có thể đánh được Ukraine, lúc đầu người ta tưởng là trong vòng 2-3 tuần lễ là Putin có thể lấy được. Nhưng mà việc mà giữ chiếm đóng sẽ kéo dài bao lâu? Bởi vì từ năm 2014 và kéo dài cho đến năm 2022, 8 năm trời đó là quân Nga đã hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở phía đông mà vẫn không chiếm được miền đông. Và vẫn tin của tờ Newsweek được đưa ra ngày hôm nay liên quan đến tình trạng bệnh ung thư của Putin. Mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. Nature Medic Fucodan độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Carpet Tile Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất. 7148941177. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thụy trở lại với tất cả quý khán thính giả ngày hôm nay. Và tin của Newsweek cập nhật về bệnh tình ung thư của Putin. Họ chỉ cho biết là thực sự là Putin đã có ung thư như chúng tôi đã tường thuật đó, liên quan đến ung thư cổ đó. Và đã trải qua một cuộc giải phẫu vào tháng 4 vừa qua. Đây là tin tức chính thức từ cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cung cấp cho tờ Newsweek. Trước đó thì bên phía Nga, Ukraine cũng đã cung cấp những cái tin tức này rồi. Nhưng mà Newsweek thì họ nhận được tin tức tình báo chính thức từ các giới chức tuyên bố với điều kiện ẩn danh. Mặc dù vậy, và họ nói có thể là Putin đã thoát được các cuộc giải phẫu tuyến giáp vào tháng 4, và vì thế ông vẫn xuất hiện như thường. Tuy nhiên việc giải phẫu này, các bác sĩ họ giám sát Putin cả 241 ngày trước chiến tranh, và vì thế Putin có thể là không qua khỏi, đã quyết định là đánh Ukraine. Thực ra thì họ nói rằng bệnh trạng của Putin rất khó để định ra được tình hình như thế nào, bởi vì trong thời gian qua đó ông rất là khép kín và hầu như không tiếp xúc với bất cứ những ai nếu không có những cái uy tín và tin tưởng từ Putin. Cho nên chúng tôi gửi đến quý vị tin tức này để cho thấy rằng là tình hình bệnh trạng của Putin được giải phẫu vào tháng 4 và cho đến giờ phút này họ vẫn theo dõi để xem coi Putin có còn quyết định làm việc và đưa ra các quyết định quan trọng nhất của Nga hôm nay hay không. Và quay trở về với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, công tố viên ở tại Wisconsin cho biết là họ đã quyết định sẽ không truy tố hình sự đối với một người cảnh sát cho cái việc mà anh cảnh sát này đã bắn chết một người đàn ông vào năm 2016. Tuy nhiên cái quyết định này đó thì bây giờ đang khiến cho cái người cảnh sát này cũng như phía công tố viên ở Wisconsin đứng trước cái sự chỉ trích của cộng đồng, là bởi vì báo chí họ phát hiện ra chỉ trong vòng có 5 năm anh cảnh sát này đó đã có liên quan đến 3 cái vụ nổ súng và 3 vụ đều bắn chết người, nhưng mà cả 3 vụ anh đều không có bị truy tố. Thì bây giờ đó cái chuyện mà đúng hay sai là đã có công tố viên rồi, họ phán quyết là anh không có lỗi thì không bị truy tố, nhưng mà trong mắt của người dân đó thì anh cảnh sát này không có đáng tin. Thì cái vụ mới nhất đó là liên quan đến một thanh niên tên là Jay Anderson. Cái chuyện xảy ra vào năm 2016 thưa quý vị. Anh cảnh sát tên là Joseph Mensa. Lúc 3 giờ sáng vào một ngày tháng 6 năm 2016, người cảnh sát Mensa đã đi tuần ở một cái công viên thì bắt gặp là anh Jay Anderson này đã ảnh đậu cái xe. Thì ở các công viên họ có cái luật là không được đậu xe qua đêm, cho nên là người cảnh sát này tiến đến thì phát hiện là Anderson nằm ngủ ở trong xe. Nhưng mà anh khai đó là anh thấy cái ghế trước đó để một cái khẩu súng, cho nên ngay lập tức Mensa yêu cầu Anderson bước ra khỏi xe. Thì bây giờ đó đây là cái lời khai ở trong tòa của Mensa, là lúc ban đầu đó Anderson hợp tác, giơ hai tay lên chuẩn bị mở cửa xe bước ra, nhưng mà bất ngờ tự dưng Anderson chồm người lên cái ghế trước và có vẻ như muốn chụp cái khẩu súng, cho nên là ông Mensa ổng phải lập tức ổng bắn vào ở bên trong. Lúc này là cửa xe chưa có mở thưa quý vị, cho nên bắn bể cửa kính luôn. Cuối cùng Anderson dính 5 phát đạn, một phát vào cổ, 5 phát ở trong người, cho nên là chết tại chỗ thưa quý vị. Thì sau khi mà bởi vì lúc đó anh Mensa không có đeo body camera, nhưng mà có cái dash cam của cái xe cảnh sát đó thì với lại chắc có cái bằng chứng ở trong xe, cho nên là cuối cùng phía công tố viên mới quyết định là không có truy tố trong cái vụ này. Nhưng mà quay ngược trở lại đó thì hồ sơ của anh cảnh sát Joseph này cho thấy là năm 2015 anh đã bắn chết một thanh niên 29 tuổi, là bởi vì thanh niên này đó cầm một cái con dao đang cãi lộn với người hàng xóm thưa quý vị, và bị người ta gọi cảnh sát. Đây là cái người năm 2015. Và khi mà Mensa chạm trán với cái người này, yêu cầu bỏ dao xuống không bỏ và chắc lao về phía Mensa, cho nên anh nổ súng bắn chết người này. Và đến năm 2020 thì là xin lỗi quý vị, năm 2020 đây là một thanh niên 17 tuổi ăn cắp súng và đi ăn cướp, thì cũng cái vụ này Mensa cũng được gọi đến và chạm trán và cuối cùng nổ súng bắn. Thì bởi vì tất cả các vụ này đều là thanh niên gốc Phi Châu, cho nên là không có cái yếu tố kỳ thị ở trong này, và tất cả những cái vụ này thì có lẽ là những cái người này đều là tội phạm, cho nên anh Mensa ảnh không hề bị truy tố lần nào cả. Nhưng mà cái cộng đồng ở đây đó thì họ rất là phẫn nộ với cái việc là anh này liên tục bắn chết người nhưng mà lại không có bị trừng phạt gì cả. Tuy nhiên được biết là Mensa vào năm 2016 đó ảnh đang làm việc cho sở cảnh sát Milwaukee, nhưng mà đứng trước cái sự sức ép của dư luận, hiện nay ảnh đã chuyển sang làm việc cho sở cảnh sát của Wauwatosa ở tại thành phố Munich, nước Đức, thuộc tỉnh Bavarian. Tỉnh Bavarian là tỉnh giàu có nhất của nước Đức. Hôm nay xảy ra một tai nạn xe lửa rất là hiếm hoi. Hậu quả là họ nói ít nhất 4 người thiệt mạng, 16 người hiện nay trong tình trạng nguy cấp đang chữa trị trong bệnh viện. Đây là hình ảnh của chiếc xe lửa. Tin tức bởi vì quá mới cho nên cuộc điều tra đang được tiến hành. Họ chưa biết được chuyện gì đã xảy ra khiến cho xe lửa đang di chuyển về hướng Nam, đang tiến vào thành phố Munich, nơi mà rất nhiều các học sinh và sinh viên nghỉ hè và chuẩn bị rời nhà và đến thành phố Munich để nghỉ ngơi. Thì đây là các hình ảnh mới nhất được ghi nhận. Trong lúc chiếc xe đang di chuyển với tốc độ cao thì có ít nhất 3 toa xe đã bị chật đường dày và kéo theo toàn bộ chiếc xe lửa này. Họ nói ít nhất là vài chục người, 30 người, ít nhất là 30 người bị thương đó. Còn những người khác ở trên xe lửa hiện nay chưa biết như thế nào. 4 người tử vong. Cuộc điều tra đang được tiến hành và họ nói trong khi đó ở bên phía Ý, một chiếc đoàn tàu xe lửa đang di chuyển từ thành phố Turin để tiến về thủ đô Rome cũng bị chật đường dày. Rất may mắn trong chuyến xe lửa ở Ý là 3 toa xe phía sau không có người trên xe. Thì không biết vì lý do nào một toa xe nó bị rời khỏi cái xếch xe lửa và nó rơi khỏi đường dày, vì có thể là lúc mà họ di chuyển họ không có siết chặt cái khóa, cho nên cái đoàn tàu nó rời khỏi. Nhưng mà riêng với đoàn xe lửa của Đức á, thì 3 toa, hiện nay cuộc điều tra đang tìm hiểu 3 toa này nằm ở cái khu vực nào, đầu toa xe hay là giữa toa xe, và đã chật khỏi đường dày. Và chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh nó rơi ở cái độ cao ghê gớm và người tử vong là ở trong cái toa xe này. Chưa biết người tử vong có phải là học sinh đang về thành phố Munich hay không? Vâng, thưa quý vị, và phía cảnh sát của thành phố Burlington, tiểu bang Wisconsin đang điều tra một cái tai nạn rớt hot air balloon, là cái khinh khí cầu. Vâng, cái khinh khí cầu mà quý vị leo lên cái basket rồi họ chở chúng ta đi ở trên cao nhìn xuống đó. Vui lắm. Nhưng mà bây giờ nghe tai nạn liên tục tôi thấy sợ quá. Dạ vâng, thưa quý vị, cái tai nạn mới xảy ra vào hồi cuối tuần trước ở tại Burlington. Họ đang có những cái lễ hội, hội chợ vân vân. Thì cái ba cái người này là đi cái dịch vụ này, có cái công ty khinh khí cầu. Nhưng mà bây giờ đó phía cảnh sát họ muốn điều tra xem là bởi vì lý do thời tiết hay là cái người mà điều khiển cái khinh khí cầu đó, tại vì thường đó là họ phải bay ở cái khu vực đồng trống không có tòa nhà với lại dây điện. Nhưng mà như chúng ta thấy đó là khi mà cái khinh khí cầu này nó gặp nạn là nó bay vào trong cái khu vực có những cái tòa nhà, và đặc biệt là có nhân chứng quay lại là nó dập vào trong một cái tòa nhà, và sau đó cái basket mà chở người ta đó nó rớt xuống dưới, và cái khinh khí cầu thì nó mắc kẹt trên nguyên cái hàng dây điện này. Và được biết là 3 nạn nhân bị thương rất là nặng, nhưng mà bây giờ đó phía bác sĩ cho biết là đã qua cái tình trạng nguy kịch, và bây giờ phía cảnh sát họ muốn điều tra xem cái công ty mà cung cấp dịch vụ khinh khí cầu này có sai phạm gì trong cái chuyện này không. Và đó là các bản tin đáng chú ý trong phần tin tức vào ngày thứ Sáu hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesagontv.com theo dõi phần livestream đọc các bản tin đáng chú ý. 5 giờ chiều trở lại với chúng tôi với phần tin cập nhật buổi chiều. Vào trong YouTube nhớ nhấn nút subscribe quý vị nha. Kính chúc quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.